Thấy đừng trăm cái chưa chị? Chết rồi, trong gỗ kia kìa. Hơn trăm cái rồi. Chết rồi, trời ơi, chú tí mà. Hỏi chú người mới bán câu con ấy, cái có ăn rớt gì đó là bán mà ở Trần Nghĩa Khéo á. Không không, mình bán trước phía trước này chứ. Sợ bán xa quá ngoại đi không được. Chứ không rồi lên chỗ trên Trần Văn Khéo thì ngay cái chỗ cái văn phòng của cái cửa hàng của em thì dễ bán rồi. Dạ, kính chào quý vị các bạn. Ủa cái bao tay mình là chiều đâu trời. Đâu rồi? Đây nè. Đâu đây rồi đi. Đây à, đây. Vậy đây. Rồi. Thôi được, em lấy cái này với cái khăn được rồi. Ủa, rồi. Khó cầm lắm, để em lấy cho. Được, 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 em cầm được. Cái khăn khó cầm lắm, để hai đứa lấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Dạ, kính chào quý vị các bạn, thì chiều vô rồi, bây giờ thì sau khi đi ăn tối, thì bây giờ khoảng chừng giờ đã hơn 10 giờ, 10 giờ mấy, thì mình lại 10 giờ mấy tối ngày 29 tháng 10, năm 2020, đó, thì mình cũng là được. Và tiếp tục quay trở lại phụ với lại chị Hà, dì Hai một chút cho dì Hai đỡ buồn. Tại mình biết tối nay mà đổ tới sáng tới ta coi như đổ thông tầm luôn á, mà hiện tại giờ trong kia nó đổ từ chiều giờ đổ được khoảng 100 mấy rồi. Đó, mà 100 mấy mà còn khoảng 300 mấy nữa 500 cái là gì bạn thấy rồi, là không có đơn giản chút xíu nào. Đúng không? Phải... Để hai lấy cái bao ba như mình được. Đó. Tại đổ từ chiều giờ cái này nóng bạch khốn luôn. Dạ, à, đổ từ chiều giờ nên cái này nó nóng lắm cho nên chị Hai khuyên mình là để lấy cái bao tay khác. Thôi cái đó thì đừng lấy nữa. Này không ăn thua hả? Ừ, dạ. Tại đây hai đi vô lấy cho. Đây nè. Nên mình cầm thử nha. Đó, bây giờ với cái bao tay này. Đổ từ chiều giờ. Ủa cái cây này cầm không nó cũng đủ nóng nữa đừng có nói. Dạ. Dạ. Rồi ngoại đang ngủ rồi. Nói thương ngoại không đó. Chết nha. Chiều mai không biết ra ngoài ngồi ngoại buồn ngủ quá, ngoại ngồi ngủ gục á. Đó, thấy bạn thấy thương ngoại không? Đó. Ngoài giật mình thôi, đi ra để ngoài giật mình đó. Chắc là chiều chắc là quý vị các bạn cũng đã có xem livestream của mình lúc 7 giờ mấy ha, thì sau đó là mình đi ăn tối 6 giờ mấy mình livestream chút tới 7 giờ mình đi ăn tối, rồi giờ mình quay trở lại giờ là 10 giờ mấy mình cũng đứng để hụ hợ chút cho chị Hai đỡ buồn. Trời ơi, đuối lắm luôn. Rồi, đây, tiếp tục ôn bài lại để ngày mai nhớ ra ngoài kia. Trời ơi. Dạ rồi. Đây, tiếp tục ôn bài. Em đổ, chị đổ. Dạ, thôi chị đổ. Lỡ rồi chị đổ em luôn. Đổ chị đổ. Đó. Rồi. Quay đảo. Ồ. Nếu mà có người đổ thì rồi, chập xuống. Ôi hôm nay cái này nó nóng lắm nha. Nóng lắm luôn. Từ hồi trưa tới giờ luôn á, cho nên là Rồi lúc anh về là hai làm luôn tới giờ luôn đó. Ôi quý vị các bạn biết không, một cái bánh về là 2.000. Đó, một cái bánh như vậy là bán 2.000. Mà một ngày thì bán đâu đó khoảng bán cả ngày luôn như chị Hai nói là bán một ngày khoảng được 200 cái, 200 cái nhân lên là mọi người có thể tính được ra tiền rồi đó, là 400.000. Đúng không?
mà ngày mai á, là mình dự kiến là mình sẽ cố gắng mình làm mình bán 500 cái đó. Mà nếu 500 cái mà bán 2.000 cái thì bán maximum cũng được chỉ có 1 triệu đồng. Thì sao mà giúp cho ngoại chính đây, cho nên là mình quyết định ngày mai mình sẽ ráng bán 500 cái và cố gắng thu về được 10 triệu, xem như đó là một cái sứ mệnh, một cái thử thách mà mình phải làm được trong ngày mai. Đó. Có nghĩa là nếu tính ra đổ đồng ra là 500 cái mà bán được 10 triệu tức là cái phải bán 20.000. Nha. Quý vị các bạn ngày mai nhớ nha, đừng ai tới hỏi tôi cần cái nhiêu nha, cứ 20.000 trở lên là đưa giùm tôi nha, đừng quên nha. Đó, chị Hai, chị Hai cười, chị Hai không tin. Ngày mai là có người mua một cái 2 triệu luôn đó. Cho nên là ngày mai mình phải tính mà mình phải, ngày mai mà là các bạn phải tính bài đó. Đừng có bỏ vô 5 cái một lần, bỏ vô chừng 1 cái, 2 cái thôi. Nha, bỏ 5 cái người ta mua cái rẹt cái là mua một, chỉ cần 100 lượt một cái là hết sạch luôn. Nãy dì Hai cũng nhắc là mình phải liên hệ với, ngày mai liên hệ với công an phường á. Công an phường ok rồi hả? Ồ vậy quá hả? Ồ vậy là vậy tốt rồi. Ủa vậy nãy sao lại có ông nào lại nói là ngày mai không cho bán? Kêu nếu như chút nữa tới thì kêu lên đồn. Kêu lên đồn. Thôi hỏi kỹ lại nha, nhớ nhớ nha. Ngày mai phải đảm bảo, còn không là mình phải đổi điểm. Mà đổi điểm thì rất khó, tại vì ngoại đi cũng được. Dạ. Thôi thì nói vậy thôi chứ không đến nỗi đâu. Mình có lòng mà làm sao mà người ta ấy với mình thì được. À, chị Hai để này em lo cho, em lo này cho. Dạ. Thôi chắc không có đâu, chắc không phải đâu. Em nghĩ chắc địa phương, nếu mà mấy anh ở địa phương chắc chắn mấy anh cũng ủng hộ thôi. Mình nói chuyện với anh đàng hoàng thôi, một câu thôi mấy anh hiểu rồi. Vậy là mấy bé này nó cũng đã xin phép rồi, nó xin phép ủy ban rồi, xin phép ấy rồi. Mà cái chỗ bán nó là như cũng công an phường luôn đó. Đúng không? Tại vì... Ôi bánh ngon quá. Yeah. Giúp chưa? Oh wow, good. Đó, xuất sắc. Nó hơi bị đóng nhiều quá ha. Đây đổ từ chiều giờ rồi, cho nên là đổ từ trưa tới giờ nên bây giờ nó đóng lại hết rồi bà con ơi. Bây giờ là 10 giờ mấy đêm rồi. Ồ, mai mình phải vô bao á. Vô một bao, 1 bao 2 bánh thôi. Mới bán được nhiều. Một cái mình bán 20. Bình thường một cái mình bán 2.000, bữa nay mình bán một cái 20. Trời ơi, chị Hai mướt mồ hôi luôn, thấy thương rồi chưa? Thiệt sự luôn á. Đó, giờ này, hôm nay giờ này mà 10 giờ mới mà mưa vẫn còn rơi lắc rắc. Không biết là tình hình chiều mai sao. Thôi cũng chị. Dạ, cứ tin tưởng là bà là nói chung là dạ. Trời thương người hiền. Dạ. Trời thương người hiền đúng luôn. Chỉ có một lần để giúp ngoại một lần thôi. Người hiền hay gặp nạn. Người hiền hay gặp nạn. Nói không nghe. Nghe nó sinh não nè. Đúng. À, chiều có mấy đứa nhỏ tới hả chị? À. Kể lễ cho nó nghe, nó nói yeah. Mà mất định cho mấy người lạ vô, nó trời ơi, có hồi nào tới giờ thì cũng vô thăm nhưng đâu có ai ác ý gì đâu. Có bà nó tự nhiên nó ác ý gì chứ. Thôi chả không, cũng không hiểu nổi. Em mới lật kìa. Đây, ngon quá.
quá à. Rồi ok đây nha bà con. Ô wow, xuất sắc nè, có cái bánh tôi ngon lắm nè, không quay vô cho tôi nè. Đây để tôi khoe với khán giả nè, đó mọi người thấy không, mặc dù trời tối mà Coleman đổ bánh vẫn rất là xuất sắc đó, xịn chưa, được hai cái rồi. Ồ cái bộ chị em cầm cái này chị đổ cái bộ nó lẹ hơn á. Có cái gì mà ổng không làm được, chỉ có điều là làm được nhưng mà ăn được thôi. Sao ăn ngon luôn, ok. Yeah. Hả? À, mình Trung hả? Mới về hôm kia. Về hôm kia nghỉ ngày hôm qua, làm nay xuống đây luôn nữa. Đi gió bão quá trời ha. Ừ, bệnh quá trời luôn. Hôm nay xuống đây mất mưa cái kiểu này nữa, dầm mưa cái này nữa. Có bán kênh ổng, dạ ổng chứ không giờ không. Nãy được hai cái rồi nha. Đó. Mai bán 500 cái đó. Mà ngày mai chỉ bán một cái thôi nha bà con cô bác. Đó. Mọi người đến mua là chỉ mua có một cái duy nhất thôi đó. Tại vì ngày mai mình cần 500 khách. Chẳng lẽ nguyên cái Cần Thơ này không có được 500 người. Dạ đúng rồi. Có hả? Em có xuống dưới luôn hả? Có. Ồ, dễ thương nha. Thôi mai coi như ca ở đây thì chắc là em ăn của ngoại lâu rồi đúng không? Ừ, nhưng mà ngày mai là em ăn cái bánh này, ngày mai cái bánh anh đổ đó đặc biệt lắm á. Ừ, nha, mai 20.000 cái đó. Không không có giá nào khác đâu, mai chỉ có 20.000 thôi đó. Anh đổ, hỏi hoài. Mai đại ca đổ đó. Thế đại ca đang đổ không? Đổ sẵn. Hôm nay là mình đổ sẵn trước khoảng hôm nay đổ dài dài tới tới ngày mai cho đủ 500 cái rồi xong rồi ngày mai ra đổ tiếp. Trời đâu rồi. Còn chẳng đáng giúp bả đi, bả khổ lắm trời. Không, nó thật ra là ù nóng quá. Nóng đó. Khổ thì đương nhiên rồi, nhưng mà thứ hai cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhưng mà đây là quyền thoại. Đúng không? Về ngoại chính với là chị hai là quyền thoại rồi. Nếu mà nói cái bánh kẹp nướng ở Cần Thơ này, đây là lâu đời nhất. Rồi cho nên là mình muốn ghi lại những cái hình ảnh này để cho mai sau thôi. Càng ngày tôi đổ càng đẹp, nó thiệt luôn á. Mà đổ phải có cái phải có trợ lý là gì hai mới được. Đó, để mình cứ cầm vậy thôi là đổ là rất đẹp. Còn mình cầm một tay là mình đổ là rất quớt luôn. Dẻo lắm mà giờ bữa nay nó. Trời ơi, ngọt dịu dàng duyên dáng, dịu dàng duyên dáng. Rồi xong, đây là trời ơi cái bánh này không đẹp không ăn tiền nha. Nó không lòi ra một miếng nào luôn, không có lòi ra một cái miếng gọi là ba dớ nào luôn á. Ừ, mình xây đó. Xuất sắc. Mọi người cả nhà mình yên tâm đi, thế nào đổ tới sáng cũng hết à. Rồi quý vị các bạn thân mến, là giờ này là ôi ngoại dậy rồi kìa. Ô ngoại dậy, ngoại đang ăn cơm rồi. Hai cái thôi. Hả? Bỏ hai cái dùng bịch thôi. Bỏ hai cái. Rồi để chút nữa đi, nữa hai vô hai nha. Làm cho. Ừ, hai đừng bỏ rồi. Bỏ năm cái là mai là mua bán cái vèo hết liền á. Có gì nữa. Bỏ hai cái, hai cái thôi. Rồi. Đó, mai bán tối đa hai cái thôi, hoặc là bán hàng. Một cái 20 mà hai cái 50 đó. Phải rồi, không, tại vì phải bán vậy mới ủng hộ được chứ không sao giúp.
Bây giờ mà bán một cái mà 2.000 như bình thường thì bán 500 cái cũng có 1 triệu à. Coi như là bao nhiêu lâu nữa mới có thể quay lại giúp đỡ ngoài được. Ừ, coi như là cái này là bà con cô bác thương á, mua ủng hộ thôi. Bây giờ mình có thể cầm một tay mà mình đảo được luôn rồi đó. Đó, đơn giản nè bà con này, thấy không? Đây, một tay đảo luôn nè. Bà quên. Đó, một tay đảo nè, đó. Rồi, tay này đảo nè. Đó. Ôi, cũng vẫn hai tay. Rồi, rồi luôn. Trời ơi, sao bánh càng ngày càng đẹp vậy? Quá chuẩn, quá chuẩn. Mình hút quay sang. Rồi, quý vị các bạn thân mến ơi, ngày mai là địa điểm bán dự kiến nha. Hy vọng là ngày mai không có gì thay đổi, hy vọng là các anh ở địa phương ủng hộ cho Colorman và dì hai với lại ngoại chính. Đó, địa chỉ bán là ngay cái đầu hẻm này, 233 này nè. Đó, lo nói xong rồi nước nó chảy tùm lum hết. 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ, ngay đầu hẻm nha. Mà rất là cảm động luôn, hồi nãy mới vừa đi ra là đứng nói chuyện với cái anh bán xôi. Anh nói thôi chắc ngày mai tôi dẹp luôn. Ừ, anh nói thôi để ngày mai anh dẹp luôn để cho bán giúp cho dì Hà, cho ngoại chính. Rồi xong rồi cái chị bán heo dịch quay, bán gì đó, cút quay gì cũng nói thôi để ngày mai tôi ấy luôn. Đó, ngày mai là hai người nhường mình luôn á. Dễ thương vô cùng, nói người miền Tây dễ thương vô cùng. Rồi lát nữa nhớ ra anh nhắc nói lại nha. Đó, anh xôi á, anh đặc biệt là cái anh bán xôi, anh dễ thương lắm luôn, nói thiệt. Anh thấy xuống comment xuống là anh nói thôi mai anh nhường để em bán. Thôi mình mai mình coi cái tiền sở hữu của anh bán sao, mình cũng sẽ sắc cho mình sẽ gửi. Ngay đầu đường, đầu hẻm nè. Ngay cái chỗ nhà ấy đó, nhà thông tin, ngay chỗ nhà thông tin luôn. Dạ, cùng lắm chạy vô nhà thông tin luôn. Rồi, ngày mai hy vọng là tất cả bà con cô bác là ủng hộ nha. Nhớ 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ. Đó, giúp cho ngoại chính một lần. Mình nghĩ rằng ngoại năm nay gần 100 tuổi rồi. Đó, nói là huyền thoại luôn á. Rất nhiều bạn ở Cần Thơ, hôm trước mình nói mình xuống quay không được, chị hai không đồng ý, rồi cuối cùng là mình thấy là thua rồi. Mà rất nhiều người nói thôi bây giờ ăn ngon Colorman ráng dùng múa bảy tấc lưỡi lên để năn nỉ chị hai đi. Mình nó đâu có lưỡi, mình nó đâu có làm gì tới bảy tấc. Lưỡi mình nó có 1 tấc 7 à. Dạ, mình múa một hồi cũng xong luôn. Nói dùng cái gì cũng vậy, hãy thành tâm thì mọi cái sẽ cuối cùng chúng ta không sẽ đạt được, không? Đó. Tại vì chị hai thấy mình thành tâm quá, chị hai nó trời mắc mớ gì mà em ráng nhìn chi cho mệt. Để chị bán cứ lây lất ngày qua ngày nó không có. Tại vì những cái hình ảnh này là sau này là nó, những cái thế hệ sau có khi là sẽ không bao giờ mà. Có nhiều khi là sau này cũng không biết luôn. Đó, cái nghề gia truyền. Ngược. Đó, lật một tay. Đó, bây giờ là công thức bí quyết gia truyền của đó. Ôi ôi quá rồi, nói chút xíu nữa khét chắc luôn. Quá đẹp. Nghĩ được chưa? Dạ chưa. Trời, đang mắc làm mà bắt em nghĩ là sao? Đó. Đang đổ nhuyễn quá rồi, trời ơi. Nhà 500 anh em Cần Thơ nha, đó. Ở các tỉnh thành khác là người ta tới đông lắm luôn á. Colorman mỗi lần làm tiếng rao đâu là bà con tới đông lắm. Nên là Cần Thơ mấy đợt trước cũng vậy, rất là thành công luôn. Đợt này thôi bà con cố gắng nha. Đó, nhất là đây là huyền thoại nữa. Đó. Mẹ của những người mẹ luôn, năm 90 mấy tuổi là quý bà con cô bác hiểu rồi đó. Là mẹ của những người mẹ luôn đó. Rồi đây mua hết rồi. Mai đi con, mai mua nha. Ừ, mai ủng hộ chú đi, một cái 20 ngàn à. Hôm nay thôi em vô đi. Ok. Rồi chào em. Rồi ok. Đúng rồi, hôm nay chụp đi, mai đông lắm luôn á. Mai nhớ rủ bạn bè nha, nhớ rủ đông nha. Ừ, mang nhớ rủ anh em ra ủng hộ gì hai nha. Một cái 20, cái 20, hai cái 50.
tình thương mến thương đó, ở đâu cũng vậy bà con ơi đó. Bây giờ tất cả tình hình là bão lũ miền Trung đang tan hoang hết, cả nước đang hướng về trái tim của Tổ quốc, cả nước đang hướng về khúc ruột của miền, khúc ruột của Tổ quốc đó. Nhưng mà ở đây vẫn có những đó, ở đây vẫn còn ngoại chính, vẫn đây vẫn còn dì hai, là những cái đó, những thân phận đang mưu sinh một từng ngày. Và phải nói thực sự là tiếng rao có thể theo lời yêu cầu tất cả rất là nhiều. Một tay nhuyễn rồi đó. Rồi bây giờ các bạn xem xong video này thì mọi người nhớ nha, nhớ chia sẻ giùm cho comment nha. Sáng cái này video này mình sẽ up vào sáng mai, nay đuối quá rồi, cũng tối khuya rồi, cho nên là sáng mai quý vị các bạn sẽ xem được. Và cũng mong rằng quý bà con cô bác tiếp tục ủng hộ. Dường như mọi người đang quên rằng ở một cái ở Cần Thơ này đang có hai thân phận bé nhỏ, hai con người rất là bé nhỏ, đó là ngoại chính, đó là ngoại chính, đó là dì hai đó, đang rất cần sự quan tâm của quý khán giả đó. Những khán giả yêu thương Tiếng Rao ơi, các bạn ở đâu hết rồi? Tiếng Rao ơi đó, mọi người nếu để liên hệ hỗ trợ thêm cho ngoại chính và dì hai thì quý bà con cô bác có thể gọi điện thoại cho Nga Xoài Chua, đó là cái đầu mối duy nhất của Colorman nha đó. 0936 842505, số điện thoại của Nga Xoài Chua là 0936 842505, hoặc là mọi người có thể inbox vào cái fanpage của Nga Xoài Chua đó. Rồi fanpage chính chủ của Nga Xoài Chua đó, mọi người thấy không, mình đó vừa nói vừa làm vừa nói mà bánh vẫn đẹp à, không hề đơn giản đó. Đó, những cái tiếng rao như thế sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ rất là buồn khi mà đất nước chúng ta, khi mà Cần Thơ của chúng ta hay là những thành phố lớn chúng ta hay là các tỉnh thành mà không còn những cái tiếng rao như thế nữa. Nên những cái tiếng rao này nó đi vào luồng lo sâu trong những cái con hẻm nhỏ, trong những cái con phố nhỏ của những cái nơi thị thành, nhưng mà nó làm cái gì đó nó rất là sâu sắc, rất là sâu, nó rất là những cái nét văn hóa không thể thiếu của đất nước mình. Rồi đến đây thì chắc con mình xin được khép lại video này tại đây nha bà con. Một lần nữa quý bà con cô bác, ngày mai vào lúc 17 giờ Tiếng Rao 4.0 tại Cần Thơ, ngày mai 30 tháng 10 năm 2020 vào lúc 17 giờ tại số 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ, sẽ diễn ra tập Tiếng Rao kế tiếp để giúp cho ngoại chính và giúp dì hai bán 500 cái bánh bánh kẹp nướng huyền thoại, và với giá rất là đặc biệt, một cái 20.000 đồng, hai cái 50.000 đồng. Quý vị các bạn ra ủng hộ nha. Mong rằng ngày mai trời không mưa và tất cả các anh em Cần Thơ, và kể có trời mưa, anh em Cần Thơ cũng đến đông đảo không thua gì Buôn Hồ, Đắk Lắk nha quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt. Thử nghe. Rồi đây. Chưa được hả? Thêm chút.